Âm dạ thư ốc chương 42, hiện trường tai nạn xe cộ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Châu Trạch miếm môi, bác sĩ Lâm cúi đầu, cô đang có một chút cảm giác như trút được gánh nặng. Một người là ngoại tình trong tâm tưởng, một người là ngoại tình về phương diện thể xác. Nếu chỉ một người phạm sai lầm thì sẽ cảm thấy ấy nấy, nếu như nam nữ hai bên cùng phạm sai lầm thì mọi chuyện đã trở nên bình đẳng rồi. Ở thời điểm này, Châu Trạch nở nụ cười, nụ cười có chút tùy ý, đúng, sau khi mình chết đi, người mua nhà của mình lại là vợ của mình bây giờ. Quả thực là bác sĩ Lâm là người có tiền, cô mua ngôi nhà cũ của người chủ đã chết rất dễ dàng, cũng chỉ có thể là cô mới có thể quét dọn, đồng thời duy trì những đồ nội thất của ngôi nhà này mà không thay đổi. Cảm động Đương nhiên cảm động Châu Trạch là Châu Trạch, cho dù hiện tại hắn đang nhập vào thân thể của từ nhà, dù vậy hắn vẫn là Châu Trạch từ nhạc đã là quá khứ mặc kệ cuộc sống tình cảm trước đây của tên này có gập ghềnh hay có chút lạc lối châu trạch cũng không để ý nhiều cũng giống như vào năm mới khi mọi người cùng nhau ăn tất niên những chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên báo tin hàng loạt người dân châu phi không có cơm để ăn gầy thành da bọc xương hỏi họ còn tiếp tục ăn cơm không có một nữ nhân luôn luôn nghĩ đến luôn luôn hoài niệm về mình là một người nam nhân ai cũng sẽ kiêu ngạo cũng sẽ cảm động tự tìm quần áo thay đi châu trạch nói với bạch oanh oanh nữ thi gật đầu a à, một tiếng khác với mọi lần lần này cô cũng không dám tùy hứng đổ thêm dầu vào lửa ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ của châu trạch tìm quần áo mặc vào bác sĩ lâm vẫn đứng im tại chỗ không nói lời nào cô đang cảm thấy có chút giải thoát cũng có chút thoải mái nhưng châu trạch cũng không để ý đến tâm trạng lúc này của cô hắn tiến lên phía trước nắm tay bác sĩ lâm nghiêm túc nói có chuyện anh cần nói cho em biết, đi theo anh. Kéo tay bác sĩ Lâm, Châu Trạch mang theo một chút ngang ngược, mang cô ra khỏi cửa, vào trong thang máy. Bạch Oanh Oanh im lặng đi theo phía sau, không dám hé nửa lời, hiện tại càng nói nhiều, càng sai nhiều. Chỉ có thể nói đây cũng rất trùng hợp. Xuống tầng trệt, Châu Trạch tiến thẳng tới chiếc xe Porsche của bác sĩ Lâm, ra hiệu cho cô đưa chìa khóa xe cho mình. Châu Trạch quyết định sẽ nói thật với cô về thân phận của hắn mặc kệ cô có thể tiếp nhận hay không, cũng mặc kệ băng khoan liệu cô có phải loại người chỉ yêu thích hình thức bên ngoài hay không. Tóm lại, Châu Trạch chỉ muốn đem sự thật nói ra, hắn không muốn khó chịu, cũng không muốn che che giấu giấu, dù sao trước khác nay khác, lúc trước hắn là hộ khẩu đen, mà nay đã được tẩy trắng. Không có lý do gì để cho mình chịu thiệt cả. Anh không có bằng lái. Bác sĩ Lâm nhắc nhở. Đưa chìa khóa cho anh. Châu Trạch dứt khoát nói, mang theo sự chắc chắn hắn muốn dẫn nàng đi bệnh viện đến phòng phẫu thuật quen thuộc dùng hành động thực tế để nói cho nàng biết thân phận của hắn nếu chỉ dùng lời nói thông thường hắn lo lắng cô sẽ nghĩ rằng hắn là tên chồng đáng thương mắc bệnh ảo tưởng bác sĩ lâm đưa chìa khóa cho châu trạch sau đó cả ba người đều lên xe châu trạch ngồi ở vị trí lái bác sĩ lâm ngồi ở ghế bên cạnh bạch oanh oanh ngoan ngoãn ngồi đằng sau xe nổ máy bắt đầu di chuyển Châu Trạch sử dụng xe ô tô một cách tự nhiên, thuần thục. Từ nhà kia ngay cả bằng lái xe cũng không có, có điều hắn thì khác, hắn là một người lái xe kỳ cựu. Sau đó, chỉ nghe thấy xoẹt xoẹt, chi chi, rầm rầm, tiếng ma sát chói tai truyền đến, cả thân xe chấn động dừng lại. Châu Trạch im lặng, hai người con gái trong xe cũng im lặng. Thân xe cây e đâm vào cột điện, bị ma sát một vòng. Trong đêm đen, Giống như thể có một con quạ đen trùng hợp bay qua, kêu ba tiếng s, s s s. Sự im lặng lúng túng lại một lần nữa bao trùm lên không khí một lần nữa. Châu Trạch cởi dây an toàn, nói: "Em lái đi. Đến bệnh viện Nhân dân à?" Bác sĩ Lâm đổi lại vị trí. "Đúng, bệnh viện Nhân dân." Ngồi ở vị trí cạnh ghế tài xế, Châu Trạch đưa tay che trán, sau đó nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ. Hắn đã không lái xe một thời gian dài lại đổi thân thể chắc có lẽ vì vậy nên kỹ thuật lái xe của hắn đã mai một đi nhiều lắm mặc kệ là vì lý do gì chuyện vừa rồi thật mất mặt trên đường cao tốc bắt đầu có thêm nhiều xe bên trong xe bác sĩ lâm không nói lời nào cô không biết vì sao châu trạch lại muốn đến bệnh viện nhân dân có điều cô cũng không hỏi quan hệ vợ chồng của hai người đã bị thủng trăm ngàn lỗ rồi bạch oanh oanh ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh Cô đã lâu không được đi ra ngoài, mặc dù ngày trước Bạch phu nhân vẫn hay kiếm nàng nói chuyện, có điều đây là thế giới bên ngoài, cô rất ít khi được đi thăm thú. Thêm nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để cô có thể mở miệng. Châu Trạch bỗng nhiên ngồi thẳng người, nói: "Chiếc xe kia đang đi ngược chiều." Bên cạnh tường xi măng trắng ngang cao tốc, có một chiếc con màu trắng ở phần bên kia đường ngược chiều nhưng hướng xe lại song song với xe của Châu Trạch ở phía bên này chuyện này có nghĩa là xe của đối phương đang đi ngược chiều. Cũng vào lúc này, làng xe sát đó xuất hiện một chiếc xe buýt. Chỉ riêng đèn xe chói mắt từ phía xa đã khiến người ta cảm thấy khó chịu rồi. Ngay sau đó chính là tiếng dừng xe cùng tiếng va chạm chói tai. Châu Trạch theo bản năng nhắm chặt hai mắt, đồng thời đưa tay lên che kín đầu. Tuy chiếc xe buýt kia cách xe của hắn cả một tấm trắng, không có khả năng đâm vào xe bên phần đường bên này. Có điều đây chính là hình ảnh mà hắn sợ hãi nhất. Lúc trước trên đường hắn cũng bị một chiếc xe chở hàng lớn đâm phải hình ảnh lúc này khiến hắn nhớ lại những ký ức kinh khủng mà hắn muốn quên đi ầm uhm. tiếng va đập mạnh truyền đến ngay lập tức bác sĩ lâm dừng xe lại ở làng xe bên kia chiếc xe buýt cùng chiếc xe con đâm sầm vào nhau chiếc xe con bị văng ra sau đó lại bị chiếc xe buýt nặng nề chèn vào tấm chắn xi măng khiến cho thân xe hoàn toàn bị biến dạng đánh tay lái tránh đi bác sĩ lâm vội vàng xuống xe nhìn người chồng của mình đang run rẩy ánh mắt cô lộ ra một chút thất vọng có điều cô vẫn nhanh nhẹn mở cốc xe lấy ra hộp đồ nghề vội vã trèo qua tấm chắn sang làng đường đối diện cô là một bác sĩ cô cần phải có trách nhiệm lúc sự cố phát sinh nếu như xung quanh có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp thì tính mạng của người bị hại đương nhiên là sẽ được bảo vệ với xác suất cao nhất ông chủ bạch oanh oanh ngồi ở phía sau gọi châu trạch buông tay ra có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía cuối cùng cũng nhìn thấy sự cố giao thông ở làng đường bên cạnh nơi bác sĩ lâm đã chạy tới đi xuống cứu người châu trạch xuống xe hai chân có chút nhũng ra đây là một loại ý thức bảo vệ bản thân thương tổn về mặt ý thức sẽ phát họa ra những cảm giác sợ hãi báo xuống những bộ phận khác trong cơ thể tạo thành một lớp phản ứng bảo hộ khiến cho thân thể bỗng trở nên suy yếu hít sâu một hơi châu trạch không còn do dự bay qua lan can sang bên kia cứu người bạch oanh oanh cũng cùng đi trên mặt người lái xe buýt cũng có máu hẳn là lúc va chạm mặt đã nện vào vô lăng hoặc là một chỗ nào đó khác từ trên xe buýt đi xuống là ba người có lẽ là hành khách tóm lại thì chiếc xe buýt cũng có vẻ trống con mẹ nó có bị điên không trên cao tốc mà còn muốn đi ngược chiều muốn hại chết người à tài xế xe buýt vừa che vết thương trên trán vừa mắng đổi lại là người khác mà gặp phải tình huống này chắc cũng sẽ tức giận đừng nhiều lời cứu người bác sĩ lâm quát tên tài xế xe buýt trách nhiệm của sự cố do ai có thể bàn bạc sau hiện tại cứu người trước rồi nói này cô còn tỉnh táo không có thể trả lời tôi không bác sĩ lâm thử gọi to người bên trong xe có điều không được đáp lại tuy người tài xế có chút tức giận nhưng vẫn tham gia vào cứu người con đường này có chút vắng vẻ là loại cao tốc ít người đi chợt có xe đi qua nhưng cũng không dừng lại tò mò mà đi thẳng luôn tháo cửa xe xuống châu trạch đề nghị không có thiết bị thì làm sao có thể tháo được bác sĩ lâm vốn đã có chút kích động lúc này người chồng kia chẳng giúp ích gì lại còn cứ nói những lời chẳng đâu vào đâu khiến cho suy nghĩ của cô càng thêm nóng nảy bên trong xe có hai người một người phụ nữ và một đứa trẻ tình huống hiện tại không tốt lắm cả hai đều máu me khắp người người bên ngoài hô hoáng nhưng người bên trong không có phản ứng gì cửa xe bị đâm đến biến dạng gần như là cắm chặt ở nơi đó với tình trạng như vậy thì cần phải có thiết bị chuyên dụng của đội phòng cháy chữa cháy may ra mới có thể cắt được châu trạch tiến lên đưa tay nắm lấy cửa xe bạch oanh oanh cũng giúp đỡ cô là cương thi sức lực đương nhiên lớn cùng châu trạch đồng thời dùng sức chỉ nghe trăng rắc một tiếng cửa xe bị tháo ra một cách trực tiếp bạch oanh oanh còn tiện thể đè chỗ ngồi phía sau xuống bác sĩ lâm sững sờ tài xế xe buýt và các hành khách trên xe cũng sững sờ đây chắc là do may mắn chắc những chỗ đó rất nhẹ châu trạch xoay người một tay bảo vệ cổ của đối phương một tay nắm lấy chân đối phương cẩn thận từng ly từng tí kéo người phụ nữ ra ngoài sau đó hắn mới đưa cơ thể của bé trai ra bác sĩ lâm kiểm tra cơ thể của người phụ nữ trước sắc mặt trở nên nghiêm nghị chờ đến khi cơ thể của đứa bé trai được mang ra cô lại đi kiểm tra gương mặt lúc này càng trở nên ảm đạm chết rồi đều đã chết rồi chết rồi tài xế xe buýt không dám tin hỏi đồng thời sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi đúng là xui xẻo mà mấy người điên này đêm hôm khuya khoác lại hại tôi đúng thảm gọi điện thoại báo cảnh sát và cả cứu thương đi bác sĩ lâm để điện thoại trong xe đành nói với tài xế xe buýt tài xế xe buýt mặc dù rất tức giận nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi điện châu trạch lật thân thể người phụ nữ và bé trai lên bác sĩ lâm nhìn thấy thì có chút không hiểu tôi vừa đưa bọn họ ra ngoài thì đã tranh thủ kiểm tra một chút trên người họ có nhiều vết thương do tai nạn xe cộ có điều trên cả hai cơ thể đều có một vết thương giống hệt nhau ngay phía gáy của cả hai đều có một vết thương bị lõm nếu không có gì bất ngờ thì đây mới là vết thương trí mạng tôi cảm thấy rất có thể là bị người ta dùng búa nện vào có nghĩa là sao bác sĩ lâm kiểm tra vị trí của hai vết thương lập tức hiểu ra nói trước khi tai nạn xảy ra thì họ đã chết rồi chỉ có thể giải thích như thế nếu không cũng rất khó giải thích vì sao vết thương dẫn đến mất mạng của cả hai người này đều giống nhau quá trùng hợp trùng hợp đến mức không có khả năng người đã chết được sắp xếp ngồi trên một chiếc xe đi ngược chiều châu trạch nhìn bác sĩ lâm mỉm cười sau đó ngụy trang thành tai nạn xe cộ đúng là trở thành một chuyện ngoài ý muốn ngay sau đó châu trạch nghiêng mặt nhìn về người tài xế đáng lý ra đang gọi điện thoại cho cảnh sát những người hành khách trên xe lúc trước cũng bắt đầu từ từ vây quanh bọn họ người tài xế nhìn châu trạch trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý nói với đầu dây bên kia ông chủ có chút xui xẻo gặp phải mấy kẻ thích chỉ mũi vào chuyện của người khác là một bác sĩ ngoại khoa châu trạch có thể dễ dàng kiểm tra ra sự khác thường của thi thể tử vong như vậy đối với những biểu hiện kia hắn có thể dễ dàng phát hiện cũng vì vậy theo châu trạch thấy vụ dàn dựng tai nạn xe cộ này có chút thất bại thậm chí còn chỉ có bề ngoài đương nhiên không cần nhắc tới cũng không biết được là đám người này còn có những đường lui khác hay những thủ đoạn khác đem vụ án này bù đắp hoàng mỹ thành một sự cố ngoài ý muốn hay là đám người này thật sự chỉ là tay mơ hiển nhiên hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những vấn đề này bởi vì đám người này dường như không muốn tiếp tục dài dòng bắt bọn họ lại, sau đó đem xe của bọn hắn lái đi. Tài xế xe buýt nhìn đồng hồ, thời gian bây giờ rất quý báu. Mấy người tay chân trực tiếp nhào tới, đối với bọn họ mà nói, một người đàn ông ốm yếu cộng thêm hai người phụ nữ trẻ, căn bản không làm được gì. Bạch Văn Oanh nghiêng đầu, nhìn Châu Trạch một chút, cô ấy đang đợi mệnh lệnh của Châu Trạch. Bác sĩ Lâm đứng yên một chỗ, có thể nhận ra được, cô rất căng thẳng nhưng cô không la cũng chẳng hét, có thể làm được đến mức này, đã không dễ dàng gì rồi phần lớn những người đối mặt với tình huống này cho dù là những kẻ này thường tự xưng là gan to bằng trời bị dọa đến quỳ xuống đất kêu gào cầu xin cái gì tôi cũng không nhìn thấy đoán chừng cũng là chuyện thường tình không được phép giết người châu trạch nhắc nhở ha ha chủ của xe buýt nghe vậy phì cười chỉ tiếc là lời này của châu trạch không phải nói với hắn bạch quanh oanh đáp một tiếng được sau đó trực tiếp xông tới châu trạch lùi về phía sau một bước nắm lấy tay của bác sĩ lâm nói không sao đâu có tôi ở đây bạch quanh oanh sông ở phía trước bước chân lão đảo bà đây thì xung phong liều chết ở phía trước sao anh có thể nhàn nhã quay về ân ân ái ái tiểu tam à không giúp việc cũng có tôn nghiêm đó có được không bác sĩ lâm mím môi tự trách nói xin lỗi là cô dừng xe với mong muốn cứu người mới để mọi người gặp phải sự nguy hiểm này cho nên cô rất xin lỗi. Việc nên làm mà, đụng phải chuyên ngành. Châu Trạch cười khổ nói, lần trước ở viện điện ảnh, hắn cũng xông vào như thế, chỉ có thể nói, có một số thói quen nghề nghiệp quả thật không thể sửa đổi được. Nữ thi vừa bị nhét một đống cẩu lương, nên xuống tay nặng hơn một chút. Em gái, đến đây, anh đây thương em. Một người đàn ông giang hai tay chuẩn bị đem cô em gái cấp 3 này ôm lấy. Đại ca không cho bọn hắn giết người ở đây mà muốn đem họ đi, suy cho cùng sự việc ở đây không thể kéo dài quá lâu. Có điều, tay của gã lại ôm phải một khoảng không. Ngay sau đó, cánh tay trái của gã bị nữ thi nắm lấy. Trăng rắc. Trăng rắc. Trăng rắc. Bác sĩ Lâm nghe thấy thế toàn thân rung lên, Châu Trạch nghe thấy cũng có chút chói tai, thậm chí cảm thấy quảng cáo, buger mà ghi âm ở đây nhất định sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn so với hiện tại. Rất giòn. Người đàn ông há to miệng, gã đau đến nỗi hét không ra tiếng rồi, nữ thi lần nữa bước về trước một bước, một chân đạp trúng bắp chân của người đàn ông. Két, 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 lại thêm 3 tiếng giòn vang. Copico cũng có thể đến thu âm để phát làm quảng cáo rồi, Châu Trạch thầm nghĩ. PS, Booger, Copico, các nhãn hiệu bánh có độ giòn cao của Trung Quốc, ở đoạn truyện trên. Chỉ tiếng giòn của xương vỡ có thể thu âm làm quảng cáo cho tiếng giòn vang của bánh. Ta a. À. Người đàn ông của người lại trên mặt đất, một cánh tay hoàn toàn bị phế rồi, một cái chân khác cũng bị gãy hoàn toàn, cả người giống như một con cóc ghẻ nằm trên mặt đất chỉ có thể kêu rên và ngọ ngoại. Châu Trạch không hề có chút lòng trắc ẩn nào, hắn không cho phép nữ thi giết người, bởi vì chuyện ở dương giới chỉ có thể giao cho cảnh sát xử lý. Hắn tin cơ quan tư pháp ở nước này sẽ khiến cho những tội ác không có chỗ dung thân. Đám người này, dù sao cũng là tội phạm giết người máu lạnh, hơn nữa còn chuẩn bị ra tay với mình, Châu Trạch cũng không có tâm tình thánh mẫu để cảm thấy đối xử như vậy với bọn họ thật đáng thương. Có trời mới biết ban nãy đám người kia định dùng cách gì để đối phó với mình đâu. Nếu như bản thân vẫn còn là bác sĩ như ở kiếp trước, nữ thi cũng chỉ là nữ sinh cấp 3, vậy ai sẽ đến cứu bọn họ? Ầm um, ầm, um, đùng. Hai người đàn ông khác trực tiếp bị đánh ngã, cũng giống như vậy, xương cốt đứt gãy, tuy là không chết nhưng đã bị tàn phế. Với ánh mắt chuyên nghiệp của Châu Trạch, ba người đàn ông nằm dưới đất cho dù đến bệnh viện chữa trị, nửa đời sau đa phần cũng không thể lo cho cuộc sống của bản thân. Điện thoại của chủ xe buýt rớt xuống đất. Cả vô thức nuốt nước bọt. Cả cảm thấy tất cả những việc xảy ra ở trước mắt không chân thật. Cả không mang theo bình xịt, bởi vì kế hoạch lúc trước cần phải đối diện với cảnh sát giao thông và sự thẩm vấn bên cảnh sát, cho nên đương nhiên không thể mang theo bất kỳ vật cấm nào. Gã vốn nghĩ rằng cho dù xuất hiện thêm vài người nhiệt tình như Châu Trạch, việc này cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi lớn nào. Cho dù là có xảy ra biến số, gã vẫn có thể đem sự việc khống chế. Có điều, sự việc bây giờ nghiêm trọng rồi, bởi vì người con gái này đã đi đến trước mặt hắn. Tôi, chủ xe buýt vừa nãy biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp, mà bây giờ ngay cả nói cũng nói không nên lời. ầm, uhm. nữ thi vương tay đem tài xế xe buýt trực tiếp ném xuống đất, một chân đạp trên cổ gã. đợi một chút, châu trạch hét lên. nữ thi ngừng lại, không hỏi là tại sao. châu trạch đi về phía trước, ngồi sổng xuống, vươn tay vỗ vỗ lên khuôn mặt mọc trâu quai nón. sau đó cảm thấy bản thân như vẽ vời thêm chuyện, liền lấy tay cọ sát ở ống quần của nữ thi. Trên mặt của tên này thật nhiều dầu Nữ thi Này, còn người nào khác nữa không? Hiện tại Châu Trạch đang suy nghĩ Làm như thế nào để đem tất cả tai họa về sau giải quyết hết Bản thân hắn cũng không phải sợ gì Nhưng chuyện này giấy không thể gói được lửa Lỡ như trừng trị những tên tép triêu Để tên cầm đầu chạy mất Đối phương đem bác sĩ Lâm làm mục tiêu báo thù thì phải làm sao? Không có đạo lý nào mà suốt ngày phải đề phòng giặc. Lúc trước, tiểu Loli có nói qua, thành đô có đồng bọn vượt quá chức phận tự làm phán quan châu trạch đương nhiên sẽ không bước chân vào sai lầm đó mặc dù về mặt cảm tính châu trạch rất tự tin cảm thấy bản thân rất trâu bò được phép mơ tưởng vấn đề là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày hắn nhất định phải ra tay để kết thúc nữ thi trực tiếp đập xuống cánh tay trái của chủ xe buýt két a a a không có không có chỉ có mấy người chúng tôi chúng tôi đều quen biết nhau lúc làm công chỉ mấy người chúng tôi thôi chúng tôi đều bị đều được người ta thuê châu trạch gật gật đầu sau đó nhìn về phá nữ thi nói có cách nào có thể khiến bọn họ quên mất sự việc này không châu trạch không muốn rước thêm phiền phức thậm chí không muốn lên tin tức nữ thi làm động tác cắt cổ châu trạch lắc đầu không được giết chí ít không thể tự mình giết hoặc là ông chủ người dùng ngón tay của người đâm bọn họ một cái có thể khiến bọn họ thần trí điên đảo một thời gian giống như say rượu vậy sau đó thì là chuyện nhỏ mà đâm bao nhiêu châu trạch hỏi đâm một chút xíu thôi nếu không muốn bọn họ chết mặt khác tôi biết anh không muốn có thêm phiền phức sau khi trở về đem những tờ tiền giấy đốt đi thì phiền phức sẽ không mò đến tận cửa có điều làm vậy cũng không có ai đánh rơi tiền ở cửa đâu Châu Trạch ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lâm, sau đó liền lặng lẽ đi đến bên cạnh những tên côn đồ đang nằm trên đất, dùng móng tay màu đen ở ngón út không một tiếng động mà đâm tới, mấy người này toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, ngay sau đó rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự. Có điều, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn quanh bốn phía, nơi này chắc không có camera, nếu không bọn họ cũng sẽ không chọn nơi này làm nơi sắp đặt hiện trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, châu trạch lấy điện thoại của một người trong số bọn chúng để gọi điện báo cảnh sát sau đó ném chiếc điện thoại đi làm xong tất cả những việc này châu trạch nhìn về phía bác sĩ lâm vẫy vẫy tay sau đó quay về ngồi trong xe bác sĩ lâm cũng ngồi vào ghế lái trước tiên hãy rời đi đừng dừng ở chỗ này châu trạch nhắc nhở được bác sĩ lâm hít sâu một hơi sau đó khởi động xe đừng nói với người khác chuyện này Châu Trạch nhắc nhở khi xe chạy. Vì sao? Bác sĩ Lâm hiển nhiên có chút khó hiểu. Châu Trạch giơ tay chỉ về phía sau. Cô ấy là truyền nhân của thái cực bác quái trưởng, bởi vì trong lúc so tài với người khác không cẩn thận làm cho người ta bị tàn phế, nên chạy nạn đến chỗ của tôi. Ban nãy là cô ấy đã cứu chúng ta, cho nên thân phận không thể lộ ra ngoài, nếu không cô ấy sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Nữ thi ngồi đằng sau liếc nhìn, những lời như vậy, lừa ma à. Bác sĩ Lâm trầm mặt không nói, cũng không biết là cô đã tin hay không, chỉ là vẫn tiếp tục lẳng lặng lái xe. Xe vẫn lái đến bệnh viện nhân dân, đối với bác sĩ Lâm mà nói, cho dù là ngay từ đầu Châu Trạch không nói đi đâu, cô cũng theo bản năng mà đi đến đó, dù sau đó cũng là nơi mà cô làm việc, ở đó cô có thể có được cảm giác an toàn. Xe đổ ở bãi đổ xe của bệnh viện nhân dân, ba người đều bước xuống. Bác sĩ Lâm không hỏi Châu Trạch muốn đi đâu, Cô không ngờ đến nơi Châu Trạch muốn đến thực ra lại là phòng cấp cứu, cô có chút trầm mặt đi về phía trước. Nữ thi ghé vào bên tai Châu Trạch nói. Đêm nay anh vẫn tỏ tình chứ. Cô rất thông minh, từ chi tiết lâm vãn thu mua lại căn nhà trước kia của Châu Trạch, thực ra đã đoán được rất nhiều thứ. Cũng không phải là kịch quỳnh giao, tôi đâu cần phải đau khổ vì tình như thế để làm cái gì. Châu Trạch nhún nhún vai. Tuy rằng trên đường xảy ra chút chuyện khiến cho bác sĩ Lâm bây giờ vẫn còn hồn vía trên mây nhưng Châu Trạch cũng không tính từ bỏ dự định ban đầu. Cô gái như này, bây giờ lại là vợ hợp pháp của thân thể này. Không nói sự thật cho cô ấy nghe để ban đêm cô ấy có thể yên tâm thoải mái cùng mình ngủ, não mình bị uống nước rồi sao? Giấu giấu giếm giếm, quay qua quay lại, vui buồn lẫn lộn, sau đó lại cuồng loạn, đó là cách lừa người mà dì Quỳnh giao thích nhất, Châu Trạch thì không bác sĩ lâm ngồi xuống ở ghế dài ngoài lối ra vào của bãi đậu xe châu trạch ngồi xuống kế bên nữ thi rất biết điều mà không tiếp cận đến nữa hai người ngồi sát bên nhau lâm vãn thu hít sâu một hơi khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng càng lộ thêm vẻ tinh xảo châu trạch ở bên cạnh tán thưởng có một người phụ nữ đẹp lại còn là vợ vẫn luôn nhớ đến mình cảm giác thành công dâng cao sự việc vừa rồi thật sự không sao à Bác sĩ Lâm hiển nhiên vẫn chưa thoát ra khỏi sự việc vừa rồi. Chúng ta không làm gì sai, đúng không? Châu Trạch an ủi cô. Bác sĩ Lâm gật đầu. Cũng giống như như những người cảnh sát ngầm anh dũng vậy, họ cũng sẽ ẩn giấu đi thân phận của bản thân, người nhà của họ cũng vậy, như vậy để bảo đảm sự an toàn cho họ, đây là sự hy sinh lớn nhất mà họ làm. Cho nên, anh đang sợ bị trả thù. Ừ. Được, tôi biết rồi bác sĩ lâm gật đầu châu trạch giơ tay lên chuẩn bị ôm lấy người con gái tiếp theo sau đó chính là chứng kiến thời khắc xảy ra kỳ tích kết quả bác sĩ lâm mở miệng nói trước anh và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì từ nhạc xin anh nghiêm túc trả lời cho em lần này mặc kệ là anh trả lời cái gì em cũng sẽ tin bác sĩ lâm nhìn châu trạch nói em cũng đều tha thứ thật sự không có quan hệ gì châu trạch cười khổ nói chỉ có thể nói hai lần đều quá trùng hợp rồi. Bác sĩ Lâm lại trầm mặt, ngay lúc Châu Trạch dự định mở miệng nói, bác sĩ Lâm vương tay nắm lấy tay Châu Trạch, Châu Trạch sửng sốt một chút. Từ nhạc, em có lỗi với anh, em vẫn luôn yêu một người đàn ông khác, anh có lẽ đã phát hiện rồi, nếu không anh sẽ không xuất hiện ở căn nhà đó. Mặc dù em và người đàn ông đó trong sạch nhưng ta thừa nhận ta đã có suy nghĩ vượt quá giới hạn, em có lỗi với ngươi, bởi vì anh mới chính là chồng trên danh nghĩa của ta không có châu trạch dự định mở miệng nói chuyện bác sĩ lâm lại tiếp tục nói chuyện của chúng mình em đã suy nghĩ kỹ rồi có hai lựa chọn cho ngươi một là chúng ta ly hôn em tự mình bồi thường cho anh một triệu tiệm sách cũng là của anh ly hôn cái gì mà ly hôn châu trạch nói hai là em sẽ cố gắng quên đi người đàn ông đó sẽ thành thật ở cùng với ngươi làm người vợ thật sự của anh bù đắp lỗi lầm trước đây của em đối với anh từ nhạc em đồng ý thử đem tất cả của em cho anh làm tận nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ khi nói những lời nói này vành mắt của bác sĩ lâm ửng hồng cô cam chịu số phận rồi được này đợi một chút đầu óc của châu trạch có chút quá tải mối quan hệ này có chút rối loạn hắn trước tiên phải sắp xếp lại ngay sau đó châu trạch cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc tức giận đến mức đứng dậy chỉ tay vào bác sĩ lâm nói loạn không được em phải tiếp tục ngoại tình tiếp tục vượt quá giới hạn. Bác sĩ Lâm Ha, nữ thi đứng ở bên ngoài giả bộ đang xem phong cảnh nhưng trên thực tế luôn dựa vào việc bản thân có thính giác vượt trội hơn người mà nghe trộm chuyện tình, cười phá lên. Sau đó ông bụng ngồi sổn xuống. Ha 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 ha, thật khiến cho người ta cười đau bụng. Không được, em phải tiếp tục ngoại tình. Bác sĩ Lâm Đôi môi đỏ mọng của bác sĩ Lâm khẽ cong lên, cô vừa thấy lúng túng lại vừa mờ mịt chẳng rõ nguyên do là chồng mình vẫn chưa tha thứ cho mình, hay là chồng mình còn có âm mưu gì khác? Bác sĩ Lâm thấy ấy nấy và áp lực khi phải lựa chọn. Thật ra thì theo như hai điều kiện vừa đưa ra, miễn là người không quá ngu ngốc hoặc không quá đơn giản, chắc chắn sẽ lựa chọn cái thứ hai. Phương án thứ nhất là cầm lấy một triệu, mất đi tiệm sách. Phương án thứ hai chính là người của cô và tiền của cô sẽ cùng về lại tay cô nhưng lại không có một triệu. Huống hồ cô cũng không phải là mụ nhà giàu đáng kinh có điều đối với châu trạch vấn đề hắn phải đối mặt sẽ càng khó khăn hơn ông đây bận làm việc hơn nửa ngày cuối cùng cô nói cô muốn quên tôi định đồng ý quay lại theo đuổi thằng ranh khốn kiếp kia rồi yên tâm sống qua ngày sau châu trạch không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra vốn dĩ hắn là người cắm sừng người khác trước nên cực đắc ý mà bây giờ thành ra mình bị cắm sừng thì không hay chút nào châu trạch đưa tay chỉ lên mặt mình nghiêm túc nói tôi không phải từ nhạc tôi là châu trạch bác sĩ Lâm ngây ngẩn cả người. Hai người trầm mặt hồi lâu, cuối cùng bác sĩ Lâm thở dài, nói. Bất kể anh lựa chọn thế nào, em sẽ đều thừa nhận em là người có lỗi với anh nhưng anh không nên đùa giỡn với em như vậy. Hay là anh vẫn còn giận? Châu Trạch nhún vai một cái. Anh thật sự là Châu Trạch, anh bị tai nạn xe chết nhưng không rõ vì sao sau khi tỉnh lại nhập hồn vào người này anh không biết bình thường em có hay đọc qua trên tiểu thuyết hay xem phim truyền hình không nhưng tóm lại loại chuyển kiếp kiểu dạng thế này rất hiếm thấy phải không anh nói cái gì như thế là sao bác sĩ lâm nói châu trạch biết chắc người phụ nữ trước mặt có ý định ngày mai sẽ cho mình đi gặp bác sĩ tâm lý không khéo còn muốn cưỡng chế đưa mình tới bệnh viện tâm thần không biết chừng bỗng xa xa loáng thoáng tiếng còi xe cấp cứu bên phía bệnh viện cũng lập tức náo động hẳn lên Em đi xem một chút." Bác sĩ Lâm đứng dậy, tạm thời dừng cuộc nói chuyện với chồng mình. Xem ra từ góc nhìn của cô thì tinh thần chồng cô bị đã kích không ít, có điều chính vì vậy, trong lòng cô càng ấy náy với Từ Nhạc hơn. Nữ thi đang hóng chuyện, sau khi thấy Lâm Vãn Thu đi rồi, liền đi tới sau lưng Châu Trạch, nói: "Ông chủ, tại sao không để cho cô ấy nhìn thấy móng tay màu tro của anh? Hay là để cho cô ấy xem thử xem người cô có lạnh không?" Châu Trạch hỏi ngược lại, Nữ thi biểu môi Hình như cũng không phải là không thể Cô ấy đưa tay sờ một cái thì cũng hiểu chứ nhỉ Tôi muốn từ từ một chút Châu Trạch nói Cố gắng thông thả một chút Khác người Nữ thi lúc này đánh bạo đã kích ông chủ nhà mình một câu Đúng, chính là khác người Lúc trước cô là tiểu thư khuê các còn hẹn hò cùng anh học trò nghèo Không phải là làm bộ làm tịch sao Châu Trạch duỗi người một cái Đi, cùng ta cùng vào trong vào bệnh viện. Nói nhảm. Bên kia ồn ào như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn, chắc chắn không ít người bị thương. Bác sĩ cấp cứu chắc chắn không đủ người, những bác sĩ tập sự không đủ kinh nghiệm kia cũng không đủ can đảm ứng phó được tình huống này. Châu Trạch vừa nói vừa cùng nữ thi đi vào bệnh viện, sau đó rẽ vào phòng thay đồ của nhân viên y tế. Nhưng mà ông chủ, việc này liên quan gì tới anh? Châu Trạch khoác lên mình áo blue trắng, sau đó đeo khẩu trang tiếp trước tôi là một bác sĩ bác sĩ lâm lúc ấy là thực tập sinh của tôi ha ha thầy trò yêu nhau nữ thi cũng đổi một cái áo khoác blue trắng có chút kích động nói ông chủ vậy anh muốn tôi làm gì cho tôi một ít bgm nào châu trạch kéo bao tay lên nói bgm nữ thi sửng sốt một chút bởi vì tôi muốn trong oai một chút châu trạch hít sâu một hơi lại nặng nề thở hắt ra ngoài cảm giác quen thuộc này tôi trở về rồi bác sĩ bác sĩ xem cho con trai tôi trước một chút đi mà rốt cuộc thằng bé bị làm sao thế này một người phụ nữ kéo tay một y tá trẻ tuổi hỏi chị đừng vội để tôi chạy đi gọi bác sĩ nữ y tá này có chút nóng nảy mới vừa rồi một công nhân xây dựng xảy ra tai nạn kéo theo rất nhiều người bị thương bác sĩ trưởng cũng đang ở bên kia làm phẫu thuật đúng lúc này châu trạch đi tới theo sau là một nữ y tá mặc bộ quần áo có ghi bản tên Bạch Oanh Oanh. Anh là... Nữ y tá có chút kinh ngạc nhìn Châu Trạch, cô ta không nhận ra vị bác sĩ này là ai. Bệnh viện nói lớn cũng không phải là lớn, nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, khắp trên dưới ít nhất phải quen biết một vài người. Châu Trạch không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của nữ y tá, trực tiếp đi tới trước mặt đứa trẻ 15 tuổi. Bác sĩ, anh qua đây xem, nhanh qua đây xem chút cho con trai tôi. Người phụ nữ kích động nói. Bà không phân biệt được bác sĩ trước mặt là ai nữa. Bà đã mang đứa trẻ tới đây được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy bác sĩ tới. Thật đúng là vừa cuốn cùng vừa sốt ruột, đứa trẻ cũng đang không ngừng kêu. Chuyện này rất bình thường, hiện nay nguồn nhân lực y tế rất eo hẹp, chưa kể đến những bệnh viện lớn ở phía Bắc, nếu không cũng sẽ không phát sinh ra chuyện ngành y học đạt tới thời kỳ hoàng kim. Châu Trạch đưa tay giữ chặt đầu đứa bé, vết thương ở phía bên phải đầu gần vị trí lỗ tai không sao cả vết thương rất nhỏ đừng kêu nữa châu trạch nói với đứa trẻ thế này mẹ đứa trẻ có chút sửng sốt thế này thì xong rồi sau đó nói vậy tại sao lại chảy nhiều máu như vậy sở dĩ mạch máu trên phần đầu rất nhiều chỉ một vết thương nhỏ rách ra thì sẽ chảy máu đầy mặt nên nhìn có phần hơi đáng sợ nhưng thật ra không nghiêm trọng đến vậy châu trạch đưa tay chỉ vào nữ y tá nọ đầu tiên sơ cứu vết thương cho người bệnh đã à vâng nữ y tá gật đầu một cái cô chỉ có thể cho rằng đây là vị bác sĩ mới tới bởi vì cũng không ai ngờ tới lúc này rồi còn có người rảnh đến mức mặc quần áo bác sĩ vào rồi giả bộ làm bác sĩ ngay lúc đó mấy hộ tá đẩy cán cứu thương từ cửa thang máy vội vã đi ra bên cạnh có một vị bác sĩ tập sự nhìn rất vội vã châu trạch lập tức đi qua hỏi xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ tập sự giống như theo bản năng trả lời thầy mình đáp lại người bệnh mất ý thức ánh mắt châu trạch dừng lại một cái lập tức xoay người hướng về phía cán vừa ấn vào giữa ngực bệnh nhân làm động tác phục hồi tim vừa hô mau đẩy tới phòng cấp cứu lúc này mấy hộ tá và y tá xung quanh cùng nhau đẩy cán chạy vào bên trong ngoài hành lang không ít bệnh nhân cùng thân nhân phải vội vàng nhường đường những người phía trước mau tránh đường châu trạch hô vừa mới xử lý xong vết thương cho một bệnh nhân bác sĩ lâm lau đi những giọt mồ hôi trên trán bước ra nhìn thấy bóng dáng người nào đó không người trước xe trán làm động tác ép tim cả người cô sững sờ giây lát sau đó lập tức chạy về phía đó anh ta rốt cuộc muốn làm gì nơi này là bệnh viện mà đến phòng cấp cứu châu trạch trực tiếp ra lệnh đẩy xe cấp cứu lại đây chuẩn bị ống thở vâng bác sĩ thực tập đáp một tiếng mấy y tá xung quanh thấy bác sĩ tập sự trả lời cũng đành thực hiện theo mệnh lệnh bọn họ đều nghĩ vị này là bác sĩ mới trên thực tế đây chính là hiểu lầm lớn nhất đương nhiên đây cũng là vì tình huống khẩn cấp cộng thêm giọng chỉ huy của châu trạch quả thật khiến cho người khác có cảm giác không phải là bác sĩ giả châu trạch đứng ở đầu giường bệnh tự mình cắm ống thở đồng thời đưa tay hướng bên trái mở ra rút dây ra vâng nữ y tá lập tức đem đồ để vào trong tay châu trạch châu trạch hướng về phía bác sĩ tập sự bên cạnh nói ống nghe vâng bác sĩ thực tập trước đó còn có chút vội vã giờ đã lấy lại bình tĩnh rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi như vậy kỹ thuật vững vàng nhưng quả thật không thể một mình đảm đương mọi việc thích hợp đứng dưới sự chỉ đạo của các vị bác sĩ giàu kinh nghiệm hơn cậu ta đeo ống nghe lên bắt đầu nghe sau đó nhìn châu trạch gật đầu nói phổi không có vấn đề châu trạch gật đầu thay người tiếp tục ép vâng một y tá phía trên lập tức tiến lên thay thế người trước làm động tác ép tim lúc này một y tá nhìn màn hình bên cạnh thốt lên bệnh nhân ngừng thở châu trạch ngẩng đầu lên nói chuẩn bị kích xung đã rõ bác sĩ tập sự lúc này cầm cây kéo cắt quần áo trên người bệnh nhân Châu Trạch thay thế y tá trước bắt đầu tự mình làm động tác ép tim, đồng thời nói. Sạc điện 200C. Rõ. Nữ y tá lập tức chuẩn bị hoàn tất, sau đó nói, đã sạc xong. Lúc này, bác sĩ Lâm vén rèm lên đi vào, nhìn thấy bóng dáng kia đang tiến hành cấp cứu. Không sai, chính là từ nhạc, chồng của cô. Bác sĩ Lâm chỉ tay vào Châu Trạch, cô rất tức giận, không biết chồng mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn mới vừa tự nhận mình là châu trạch cô còn cảm thấy có thể hắn mắc bệnh động kinh nhưng cô tuyệt đối không cho phép hắn lấy sinh mạng của người bệnh ra làm trò đùa chuẩn bị sốc điện mau tránh ra châu trạch hướng về phía những người xung quanh nhắc nhở sau đó không quên nhìn bác sĩ lâm chăm chú thân thể bác sĩ lâm rung lên một loại cảm giác quen thuộc hoàn toàn lan tỏa hình ảnh quen thuộc giọng nói quen thuộc phong thái quen thuộc lúc này cô thậm chí không thốt nên lời lần đầu tiên kích xung châu trạch tiếp tục làm động tác ép tim ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tình huống không chuyển biến tốt châu trạch dứt khoát một lần nữa sạc điện 200 c vâng nữ y tá chuẩn bị lần nữa sau đó nói sạc điện xong mau tránh ra châu trạch đang nghe chuyện trên tv audio cv một lần nữa tiến hành kích xung bị điện giật toàn thân bệnh nhân khẽ rung lên Bác sĩ thực tập bên cạnh tiếp tục ép tim. Châu Trạch nhìn màn hình, cuối cùng thì đã có biểu hiện khôi phục bình thường. Khôi phục công suất, lấy điện tâm đồ ra. Châu Trạch chỉ đạo bác sĩ thực tập bên cạnh. Rõ. Bác sĩ thực tập lập tức đi chuẩn bị, sau đó đem giấy báo cáo điện tâm đồ đưa cho Châu Trạch. Châu Trạch cầm lên tay nhìn một cái rồi nói. Ngãn động mạch vành cấp tính, liên lạc khoa tim, lập tức chuẩn bị cấp cứu PCI. Được đã rõ. Bác sĩ thực tập lau mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Châu Trạch lúc này cũng ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ Lâm đã đứng ở bên ngoài, nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi còn có cả kích động, đồng thời còn mang theo cảm giác sợ hãi. Châu Trạch liền quát. Ngớ người ra làm gì, nhiều bệnh nhân như vậy, đi cứu người đi. Muốn khóc muốn sợ chờ đến khi về nhà trốn ở trên giường ôm búp bê mà khóc. Bác sĩ Lâm lúc này khóc quà lên hắn của ngày xưa cũng từng dạy bảo mình như thế một lát sau bác sĩ lâm chạy lại hai tay ôm lấy châu trạch vùi mặt mình vào lồng ngực châu trạch châu trạch ngây người hắn đã từng dự đoán rất nhiều phản ứng của bác sĩ lâm sợ hãi sụp đổ hoảng hốt nhưng duy chỉ có màn này là không ngờ tới mẹ kiếp thế này là yêu thương nhung nhớ mình hả thế này là ok rồi hả Châu Trạch vẫn luôn rất hiếu kỳ, bản thân trước kia là người không hề thức thời lại vô tâm như vậy sao có thể làm tâm hồn thiếu nữ của tiểu manh muội tức bác sĩ Lâm đây rung động được. Bây giờ hắn thật giống như vỡ lẽ ra. Bác sĩ Lâm không phải mắc hội chứng stock không chứ? Chỉ toàn giáo huấn và mắng mỏ, vậy mà cô ấy lại thích mình. Nhưng mà loại bệnh này thật giống như người phụ nữ sẽ tiếp nhận những cái người bình thường khó mà tiếp nhận, như là tình, thú. Ha ha, mặt trời lúc hoàng hôn giống như một quả táo đỏ rực cũng rất giống khuôn mặt của một cô gái trẻ đang đỏ ửng lên châu trạch ngồi bên trong hiệu sách xem lại một đống hóa đơn mới hoạt động kinh doanh của hiệu sách càng ngày càng thiếu thốn vẫn là do tài sản của từ nhạc quả thực rất ít nếu như không nhờ bán được một số lượng lớn mấy quyển sách lậu rất có thể cửa hàng đã không thể tiếp tục hoạt động đêm đó từ bệnh viện trở về châu trạch còn đem tất cả những loại tiền âm phủ đốt hết hắn còn ngồi trước cửa hút hết nửa bao thuốc chờ đợi thật lâu cũng không thấy có ai đánh rơi tiền dựa theo lời giải thích của nữ thi cái này gọi là dùng âm đức để ngăn chặn tai họa quỹ cho tiền âm phủ tương đương với âm đức đến thời điểm ngươi rất cần tiền có thể đem ra quy đổi lúc cần trốn chạy có thể xóa bỏ phiền phức sự việc lần trước báo chí đưa tin một người đàn ông giàu có bỏ tiền ra thuê người ta giết vợ mình có một dòng tin nhỏ của mấy tờ báo lá cải với tiêu đề là kẻ tình nghi nói rằng lúc đó có một nữ sinh cấp 3 xuất hiện đánh bọn chúng một trận, đương nhiên chuyện này cũng chẳng có mấy ai tin, cũng không phải là thủy thủ mặt trăng. Tóm lại, sự kiện kia kết thúc, tiền âm phủ mà Châu Trạch Đốt cũng đã đốt hết. Hàng xóm hứa thanh lãng đi tới, trong tay bưng hai chén trà, cuộc sống của anh ta đúng là càng ngày càng biết hưởng thụ. Vốn là một thanh niên chăm chỉ có trí tiến thủ, có hai mươi mấy căn hộ sau đó cũng bắt đầu nhịp sống xa hoa hưởng thụ hai người ngồi bên quầy uống trà cuối cùng cô vợ trẻ kia trả lời như thế nào hứa thanh lãng hỏi cô ấy nói cần một khoảng thời gian để suy nghĩ châu trạch đáp thẳng thắn mà nói thì có quá trình có chút bình thường thậm chí có thể nói là quá mức thuận lợi bác sĩ lâm thích hắn thậm chí còn phát triển theo xu hướng có chút ám ảnh nhưng cũng may cô là một người lý trí từ nhà chết rồi, hắn là châu trạch mượn xác hoàng hồn. Đủ mọi loại sự tình không thể tưởng tượng nổi diễn ra ngay trước mặt cô, muốn cô chấp nhận ngay lập tức để sống một cuộc sống hạnh phúc không thẹn thùng cùng người tình trong mộng và đương kim trượng phu, quả thật có chút khó. Cũng không tồi, so với tưởng tượng của tôi thì cô ấy đã kiên cường hơn rất nhiều. Hứa Thanh Lãng cười cười, người bình thường chắc cũng đã bị điên rồi. Châu Trạch từ chối cho ý kiến hứa thanh lãng làm sao mà biết được chuyện này đương nhiên là do đã có người để lộ bí mật đương nhiên không cần truy tìm cũng biết ai là người tiết lộ bí mật chính là quý cô bạch oanh oanh đúng rồi đang định hỏi anh vấn đề này châu trạch nghiêm túc hỏi thăm lúc mở tiệm từ nhạc cũng thiếu thốn tiền bạc như vậy à không có cuộc sống của anh ta trôi qua rất tiêu sái có điều trước khi anh ta chết thì tôi cũng không tiếp xúc nhiều lắm một người rất thành thực và nhàm chán mà tôi nhớ rằng anh ta có rất nhiều tiền tôi vẫn nhớ anh ta ra tay chiêu đãi mấy người họ hàng thân thích rất hào phóng hứa thanh lãng nói xong quay qua nhìn châu trạch thậm chí còn liếm môi một cái anh thú vị hơn rất nhiều trong lúc nhất thời lắc nhẹ đôi mắt phóng ra tia nhìn quyến rũ cứ như thể muốn làm cho tinh thần người khác cảm thấy phơi phới vậy đáng tiếc anh không phải là vịt nhỉ nếu không nhất định sẽ làm vua của loài vịt này có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không Hứa Thanh Lãng giận dỗi nói: "Đây là lời khen." "Hừ, Hứa Thanh Lãng chỉ châu trạch, anh tự lo cho anh đi." "Lo lắng cái gì đây?" Châu Trạch đưa tay chỉ chỉ tiệm sách, "Gần đây chuyện buôn bán còn khó khăn, người sống không tới thì thôi, ngay cả quỷ cũng không thèm ghé qua đây." "Thế anh và cô vợ bác sĩ kia thế nào? Định phát triển kiểu gì?" "Tôi cảm thấy chỉ cần cho cô ấy chút thời gian, sau đó mọi chuyện sẽ lắng xuống, cuối cùng cô ấy cũng sẽ tiếp nhận thôi." Dù sao một cô gái như cô ấy à, rất hiếm gặp nhé. Thời đại này anh còn lâu mới kiếm được một cô gái được sinh ra và dạy dỗ giống như ở trong một gia đình khuê tú cổ đại vậy. Chắc bố mẹ của cô ấy cũng có tính cách kỳ lạ, hiếm thấy. Ừm, Châu Trạch nhẹ gật đầu, bố mẹ vợ của mình quả thực là hiếm thấy. Bố vợ làm viện trưởng, cũng đã từng điều hành một công ty riêng làm về mảng y học, đương nhiên là một người thành công nhưng ở một số phương diện lại rất phong kiến cổ hủ và ngoan cố. Đối với loại phụ nữ như vậy, chỉ cần anh thuần phục được cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tình nguyện ở nhà chăm chồng dạy con. Hứa Thanh Lãng nói với vẻ mong chờ, tôi cũng muốn có được một người phụ nữ như vậy. Anh vốn là một người như vậy. Châu Trạch chém một nhát. Này, nói về chuyện của anh đi, vậy anh có muốn sống chung với cô ấy không? Có lẽ là có. Châu Trạch nói. Vậy chắc chắn sẽ ngủ chung nhỉ. Hứa Thanh Lãng vương tay, trung rẩy tiếp tục nói, này, ngủ ở đây bao hàm rất nhiều động tác phức tạp và các tư thế đặc thù, anh có hiểu không? Châu Trạch gật gật đầu, hắn vẫn không hiểu hứa thanh lãng đang cố gắng nói gì. Ừm, như vậy, có vấn đề rồi, bây giờ anh đang ở trong thân thể của từ nhạc, nếu như thật sự cùng nhau ngủ, có phải hay không từ nhạc đã đội nón xanh cho anh hả? Giờ phút này, hứa thanh lãng cười ranh mảnh. Sau đó, Châu Trạch rơi vào trầm tư. Thậm chí, DNA của anh cũng không phải của anh mà là của từ nhạc. Nói cách khác, khi trải qua quá trình ngủ cực kỳ phức tạp và phong phú, để sinh con, kỳ thực cũng không phải con của anh, mà là con của từ nhạc. Đúng không? Châu Trạch tiếp tục rơi vào trầm tư. Hứa thanh lãng càng nói càng phấn khởi, nhìn Châu Trạch im lặng ngẫm nghĩ, trong lòng anh ta trào lên một cảm giác thoải mái không thể nói thành lời. Lúc trước khi Bạch Phu Nhân mang kiệu tám người khiên đến trước mình đi, chính châu trạch đã lén lút tiết lộ vị trí của mình tất cả mọi thù hận anh ta đã ghi vào trong một quyển sổ nhỏ rồi nhé châu trạch uống một ngụm nước vẫn thản nhiên không có chút mất bình tĩnh nào có phải rất lo lắng và do dự không hứa thanh lãng hỏi tôi mới là người thoải mái châu trạch đáp hứa thanh lãng nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi nhưng đây là cơ thể của từ nhạc lúc ngủ với cô ấy cũng vẫn là thân thể của từ nhạc Tôi mới là người thoải mái. Nhưng DNA của đứa nhỏ. Tôi mới là người thoải mái. Hứa thanh lãng hai tay đập vào bàn, quát lớn. Mẹ nó, anh không thể suy nghĩ thoải mái như vậy được. Dù sao tôi mới là người thoải mái, con hàng từ nhạc đã sớm xuống địa ngục, cũng chẳng biết là lưu lạc tới chốn nào rồi, khả năng lớn là đã uống bát canh mạnh bà để đi đầu thai rồi, tôi cần gì phải để ý đến hắn. Vui vẻ hạnh phúc là được hứa thanh lãng tức giận thở mạnh anh ta cũng không biết vì sao mình phải tức giận nữa có điều rất bực mình nha tốt không tán gẫu nữa nói chuyện một lúc nữa khéo lại tranh luận đến cả mấy vấn đề mang tính triết học cao nữa mất châu trạch ra hiệu kết thúc cuộc thảo luận có chút nhàm chán anh vui là tốt rồi hứa thanh lãng hờn dỗi nói đúng rồi có chuyện muốn hỏi anh đây châu trạch nhớ ra một chuyện khác nói đi anh còn biết quỷ sai nào khác không? Châu Trạch hỏi. Trước đó, tôi còn mang theo vong hồn của cha mẹ cùng chung sống đó, sao dám đi làm quen quỷ sai chứ? Hứa Thanh Lãng trả lời. Tốt, tôi biết rồi. Xem ra vẫn cần thời gian qua bên văn miếu lần trước nhìn thử xem, lần trước nhìn thấy ông lão thấp lùn kia, chắc ông ta cũng nằm trong biên chế chứ. Đến cùng là anh muốn biết cái gì? Hứa Thanh Lãng hỏi. Tôi đang muốn biết xem quỷ sai có cái loại bản chấm công hay chế độ lương thưởng phúc lợi, thăng chức gì không? Chắc là có chứ. Hứa thanh lãng trầm tư một hồi, nói, vị bạch phu nhân cũng là thông qua việc tích góp công đức, từ một nữ quỷ lưu lạc trên trần thế, lại xin được một chức quan dưới địa ngục, anh chắc cũng có chứ nhỉ, con bé tiểu lô ly kia không nói gì à. Châu Trạch lắc đầu. Tôi cảm thấy, tên quỷ sai nhà anh có chút đơn giản trên lệch hơi lớn tôi đoán là lúc đó cô ta có việc nghiêm trọng cần phải xử lý cho nên mới tạm thời đem việc này ném cho anh tự xử lý ý của anh là tôi đây chỉ đang là cộng tác viên ha ha chờ người ta xử lý chuyện của người ta xong chắc anh phải nhường chỗ đấy nếu lúc đó tâm trạng họ tốt có thể còn nhắm một con mắt mở một con mắt còn không thì chắc là khả năng về địa ngục là cao đó cô ta đi xử lý chuyện gì nhỉ châu trạch tự nhủ ngay sau đó trong đầu châu trạch xuất hiện hình ảnh người thanh niên hút cháo trong chương trình trực tiếp của lão đạo sĩ thành đô minh điếm lại nhớ lại phản ứng của tiểu lô ly khi hắn nhắc đến thành đô có khả năng này cho dù như thế nào thân phận cộng tác viên của mình không thể dễ dàng trả lại thời gian ở lậu cũng không dễ chịu hứa thanh lãng đi vào trong tiệm lúc gần đi còn quay lại nói với châu trạch tết nguyên tiêu vui vẻ nhé châu trạch cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc dặn dò bạch oanh oanh ra ngoài mua cho mình vài điếu thuốc và một đĩa bánh trôi hắn đã thay đổi kế hoạch rồi tối nay sẽ đến văn miếu tìm ông già kia tâm sự luôn đúng lúc này cửa tiệm sách bị đẩy ra một người đàn ông mặc áo lông trắng bước vào anh nhạc em đến đón bố em xuất viện châu trạch sửng sốt một chút trong đầu đoán xem thân phận của người đàn ông này là gì chắc là con trai của bác cả tuổi tác so với hắn nhỏ hơn một chút là anh em họ với từ nhạc từ đại xuyên lần trước có đến trong thành phố thăm hắn lúc trời đi bị tai nạn gãy xương nhẹ châu trạch đến thăm một lần tiền chữa trị là do bác sĩ lâm trả hắn cũng không quan tâm nữa xin chào châu trạch đáp lại có chút lạnh nhạt anh nhạc dạo này tiêu tiền tốn kém quá anh nhìn cha em mà xem về nhà sẽ cần nằm tỉnh dưỡng ít nhất hai tháng cũng không thể ra ngoài làm công kiếm tiền em họ cười cười nhìn châu trạch đã đưa cho bác toàn bộ tiền viện phí và sinh hoạt. Châu Trạch đã đưa cho ông, có điều từ đại xuyên nhất quyết không chịu lấy, cuối cùng hắn phải trộm nhét vào quần áo của ông ấy. Ha ha, anh nhạc, gần đây em mới có bạn gái nữa, anh có thể tiếp tế cho người anh em này một chút không? Em họ này là muốn mở miệng xin tiền luôn rồi. Chỗ này của tôi chuyện làm ăn cũng không tốt. Châu Trạch không định cho. Anh, nói lời này anh có nghĩ không vậy? Người em họ không vui nói, sự tình lần trước em giúp anh làm thì sao? Chuyện gì? Anh, như vậy là không tốt đâu, xong việc là không thèm nhớ gì sao? Em nói cho anh biết, em đây không phải là loại mặt dày chỉ biết đi đòi tiền đâu. Anh thử nhìn xem nửa năm nay em có bao giờ đến cửa đòi tiền anh không? Chuyện lần trước, người tài xế kia cam đoan sẽ không bao giờ nói ra. Lại nói, hơn nửa năm nay, đến cửa cũng không dám ra anh sợ ông ta ngu ngốc phá hỏng việc tốt đúng không em khẳng định ông ta rất cẩn thận không dám nói từ điều khiển xe bất cẩn trở thành cố ý giết người đâu chỉ vì dạo này tình hình kinh tế khó khăn để tình thằng em này anh có thể cho em vay được không chờ em có tiền em sẽ trả ngay châu trạch cầm chén trà lên nghe đến đó bỗng nhiên nhíu mày nói cậu đang nói gì thế tôi không hiểu anh định qua cầu rút ván sao nửa năm trước em giúp anh tìm một tài xế tải cố tình đâm chết vị bác sĩ kia anh không thể quên công lao của em trăng rắc ly trà trong tay châu trạch bị bóp nát a à, anh nhạc đứa em họ thấy châu trạch cứ vậy mà bóp nát cốc thủy tinh máu từ lòng bàn tay hắn nhỏ xuống đứa em họ sợ tới mức lùi lại phía sau mấy bước anh nhạc nếu anh không có tiền thì thôi không cần đưa em cũng được đứa em họ cũng khá sợ giọng nói hơi nức nở bọn họ đều là châu chấu trên một sợi dây thừng cũng không thể nói là ai uy hiếp ai vốn dĩ lúc đầu gã chỉ là muốn dựa vào chuyện này để kiếm một chút tiền tiêu vặt mà thôi nếu ép người anh họ này quá đáng thì cũng không hay cho lắm mặc dù anh họ là chủ mưu thế nhưng gã liệu có hơn gì không gã cũng nhúng tay vào thậm chí còn là người trung gian nếu phải chịu tội cũng chưa chắc nhẹ hơn anh họ còn người lái xe tải kia thì chính là kẻ giết người rồi vậy nên gã cũng sợ không dám uy hiếp anh họ quá đáng lúc này châu trạch cũng biết tại sao trên người của từ nhạc lại còn ít tiền như vậy khi hắn mượn xác hoàng hồn một phần là do tiệm sách bị lỗ vốn một phần khác là do từ nhạc dùng một số tiền lớn vào vụ kia thật hoang đường và cũng thật buồn cười khi nguyên nhân cái chết của mình lại như vậy châu trạch chán nản ngồi trên ghế nhìn vào lòng bàn tay còn cắm đầy vụn thủy tinh cứ thế nhìn từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất hắn không cầm máu cũng không thấy đau đớn thậm chí còn cảm thấy rất thú vị cho dù một đạo diễn giỏi thể loại phim hài hước châm biếm cũng không thể nào viết ra được sự châm biếm như cảm nhận của mình bây giờ đâu nhỉ cái người mà hắn vẫn cảm thấy rất hèn nhát rất rác rưởi thậm chí hèn mọn tới mức đáng thương lại là chủ mưu trong vụ ám sát mình tất cả cứ như một vòng tròn luẩn quẩn vậy đúng vậy người có thể nói đúng là nhân quả báo ứng hoặc có thể nói là nhân quả do trời quyết định hoặc ngươi có thể vui mừng nói là ông trời có mắt làm chuyện gì cũng luôn phải trả cái giá tương ứng có điều đây chỉ là cái nhìn của người ngoài người ta luôn muốn được nhìn thấy câu chuyện người tốt sẽ được đền đáp và hưởng cuộc sống hạnh phúc người xấu sẽ bị trừng trị điều này làm cho người ta cảm thấy an tâm hạnh phúc cũng có thể làm họ ăn cơm ngon hơn thế nhưng ai có thể trả lại cuộc sống lúc trước cho mình đây châu trạch cúi đầu xuống cả người hắn co quắp lại sự tức giận mãnh liệt tràn ngập toàn thân Bác sĩ Tuần, chủ nhiệm Chu và mình đều bước ra từ trại trẻ mồ côi, đi từng bước một, mỗi bước đều rất khó khăn. Mình không có quan hệ, không có gia thế, tự mình dựa vào sự cố gắng và kiến thức mà leo lên chức cao trong bệnh viện. Mình giữ gìn phẩm hạnh, y đức mà hy vọng đạt được thành công và vị trí cao hơn. Mình nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Thật sự rất vất vả mới có thể leo lên được lên vị trí kia ở độ tuổi này, mình dùng y thuật của mình mà nổi danh trong bệnh viện đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Đêm nào cũng phải tự cổ vũ và khuyến khích chính mình, thậm chí rất nhiều lần chịu mọi oan ức. Vậy mà mọi thứ cứ thế biến mất, tất cả đều hết thật rồi. Cũng chỉ bởi tên rác rưởi khốn nạn này. Từ nhạc phát hiện vợ yêu thầm mình mà không chịu ngủ cùng anh ta. Anh ta tuổi hổ, tức giận và không cam lòng. Anh ta không nghĩ tới tại sao lại có thể vứt bỏ danh dự để đi ở rễ, không nghĩ tại sao lại bị khinh thường cũng sẽ không nghĩ là do chính bản thân anh ta. Bởi không thể tỉnh ngộ nên mới trút mọi sự tức giận lên mình. Nếu như mình có quan hệ mờ ám với vợ từ nhạc thì chẳng có gì để nói, thế nhưng từ lâu mình thật sự đã quên mất nhiều năm trước mình đã từng hướng dẫn cô bé thực tập sinh dễ thương kia. Mình không nhớ một chút nào cả. Vậy mà khi tan tầm, mình mang theo bánh gato và quà chuẩn bị tới viện mồ cô chúc mừng bọn trẻ vào ngày 1 tháng 6 thì đúng ngã tư đó, tên tài xế đã nhận tiền kia đạp mạnh chân ga cũng đạp vỡ cuộc sống mà mình rất vất vả mới có được anh nhạc em phải đi trước đây anh hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt đứa em họ kia cũng không dám ở đây lâu hơn nữa quay người đẩy cửa tiệm sách rồi rời khỏi gã muốn tới đón cha mình xuất viện về nhà với lại gã cũng sợ trong tình huống này có thể kích thích cái tên nhìn thì nhu nhược nhưng khi điên lên khiến gã vô cùng sợ hãi này tao muốn giết chết tên kia giết chết hắn dùng tiền lấy được từ vợ tao mà giết chết hắn a a a tên em họ tới nay vẫn còn nhớ rõ buổi chiều tối nửa năm trước người anh họ này tới và đặt mấy chồng tiền trước mặt mình mà nói với khuôn mặt nhăn nhó con người này từng bị gã cười nhạo sau lưng cảm thấy tên anh họ này vô cùng nhu nhược thậm chí không màng cả danh dự tới ở rễ ngay cả con mình cũng không thể mang họ mình vậy mà buổi chiều hôm đó gã ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhìn vào bóng lưng của người em họ Bàn tay đang đổ máu của Châu Trạch lần lượt mọc ra móng tay rồi biến mất, từng sợi khói đen quanh quẩn trên đầu ngón tay. Đôi mắt của Châu Trạch cũng chuyển đổi liên tục từ màu đen sang màu máu. Đây là kẻ thù của hắn, là một trong những chủ mưu, Châu Trạch muốn giết chết tên này. Hắn muốn biến tên này thành đồ ăn của Bạch Oanh Oanh, cho cô hút hết máu khiến gã biến thành một cái xác khô. Thế nhưng người em họ vẫn cứ đi, Châu Trạch thì vẫn ngồi yên tại chỗ không ra tay thậm chí một tiếng hô dừng lại cũng không có. Bởi vì lý trí, chính bởi vì cái thứ gọi là lý trí chết tiệt này. Châu Trạch cũng biết mình không thể giết cả ta. Dù hắn không để ý tới thân phận quỷ sai của mình, không quan tâm tới hậu quả khi báo thù mà giết cả ta thì tên lái xe trong tù sau khi biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Cả ta có nghĩ rằng mình đang giết người diệt khẩu không? Nếu như vậy chẳng lẽ mình giết luôn tên tài xế kia nữa? Đúng vậy, tên lái xe mới chính là kẻ đã giết mình mà là tên khốn kiếp đáng chết kia tối hôm đó đã theo dõi mình rồi chủ động đâm chết mình khi mình đi tới ngã tư đứa em họ kia đáng chết người tài xế kia cũng đáng chết có điều nếu giết cả hai người họ kể cả dùng các cách khác nhau bố trí lại hiện trường thì cảnh sát vẫn có thể phát hiện được những điểm kỳ lạ trong đó lúc đó sẽ có rất nhiều manh mối rõ ràng thật sự thì điều quan trọng nhất đó là kẻ dùng tiền thuê sát thủ lại chính là thân thể của châu trạch hiện tại từ nhạc mới là kẻ chủ mưu. Nếu như muốn báo thù, giết bọn họ thì chẳng khác nào để lộ chính mình. Bọn họ đã phá hủy đi cuộc sống đầu tiên của mình rồi, chẳng lẽ vì bọn họ mà cuộc sống thứ hai của mình cũng bị phá hủy sao? Vậy lại thành tự mình hủy diệt cuộc sống thứ hai của mình. Châu Trạch nắm chặt tay, đấm vào trên quầy. ầm. Cơ thể Châu Trạch hơi lão đảo, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lui về sau vài bước dán lưng vào bức tường rồi trượt xuống một cách chậm rãi hắn dùng đôi tay đẫm máu che mắt mình một tay khác thì bấu vào bức tường bằng men sứ thật sự rất tức giận nhưng lại không có cách nào trút hết ra được đúng là một cuộc đời chó chết cái chó gì mà thiên lý sáng tỏ thật sự là khốn kiếp mà nhân quả tuần hoàn cái gì chứ kiếp trước ta cứu nhiều người cũng giúp rất nhiều người mà nước mắt của châu trạch cũng không kìm được nữa mà rơi xuống mỗi người đều có lúc yếu đuối điều duy nhất có thể làm vào lúc này chính là dùng bàn tay che lại đôi mắt đang rơi lệ của mình mỗi người cũng đều có lúc quán trời trách đất cuộc sống đầy những bất công bởi vì con người cũng không phải là người máy luôn có thể tỉnh táo mà phân tích những chuyện xảy ra với mình châu trạch tự nhận thấy kiếp trước mình chưa bao giờ làm chuyện mờ ám hắn chỉ cứu người hắn đã cứu rất nhiều người và nhiều gia đình rồi hắn chưa bao giờ buông xuôi bệnh nhân nào cũng chưa bao giờ thông đồng làm bậy cho dù lòng ham muốn công danh lợi lộc và rất muốn trèo lên cao hơn. Tuy nhiên hắn vẫn luôn tuân thủ quy tắc của bác sĩ, cũng bởi vậy mà khi Châu Trạch muốn lên chức luôn phải cố gắng gấp nhiều lần những kẻ cúi đầu trước danh lợi. Trong một góc quầy sách, có một tờ tiền âm phủ, chắc là còn thừa khi đốt tiền giấy sau khi mình trở về vào đêm hôm đó. Cũng giống như Bạch Banh Oanh nói, người chết cho tiền âm phủ cũng là âm đức. Ha ha, có lẽ ông trời thấy đời trước của mình tích đức quá nhiều nên đền bù cho mình vào đời này. ông trời giúp mình có thể trọng sinh, có được một người vợ xinh đẹp, cho mình một tiệm sách, thậm chí cho mình thấy được sự an minh của cuộc đời nên để cho linh hồn mình thoát khỏi địa ngục. khi linh hồn sắp biến mất thì lại có một tên trộm vặt lỡ tay giết chết từ nhạc khiến mình có thể sống tiếp cuộc đời của từ nhạc. tên chủ mưu giết mình là từ nhạc bị trừng phạt đúng tội. thế nhưng sao không có ai hỏi qua châu trạch có đồng ý hay không? thậm chí bây giờ mình không có cách nào báo thù. Tên khốn kiếp kia đi tới trước mặt mình, nói tới vụ giết tên bác sĩ, vậy mà mình chỉ có thể chán nản ngồi một chỗ không hề nhúc nhích. Ánh mặt trời buổi chiều thưa thất chiếu vào cánh cửa, mang theo một chút hơi ấm còn sót lại của ngày hôm nay. Đúng rồi, tôi vừa sáng tạo ra nước ô mai kiểu mới, anh có muốn thử chút không? Hứa thanh lãng bưng một ly rượu rồi đẩy cửa đi tới. Khi trông thấy Châu Trạch đang ngồi sổn tại góc tường với cánh tay đẫm máu thì anh ta hơi sửng sốt, buông ly rượu xuống rồi vội vàng chạy tới cạnh Châu Trạch. Anh làm sao vậy? Hứa Thanh lãng hỏi. Vì sao, thật sự không công bằng, không, sự công bằng đáng chết. Châu Trạch tự lẩm bẩm. Hứa Thanh lãng yên lặng, anh ta không biết tại sao Châu Trạch lại như thế này, từ trước tới nay anh ta chỉ biết một Châu Trạch luôn lý trí và bình tĩnh, thậm chí còn rất nghiêm túc và cứng nhắc chỉ thỉnh thoảng nói đùa với người ta một hai câu mà thôi. Người này là một người rất có quy tắc, thế nhưng loại người này sau khi bị sụp đổ thì thật sự bất lực. Châu Trạch lúc này làm cho hứa thanh lãng cảm thấy hắn ta giống với anh khi tận mắt nhìn thấy đứa bé gái kia bắt đi linh hồn của cha mẹ mình. Anh oán trời không công bằng bởi vì Châu Trạch ở bên cạnh cũng là quỷ, vậy mà cô bé đó không để ý tới anh mà lại tới bắt đi linh hồn của cha mẹ. Hứa thanh lãng thở dài, đưa tay ôm lấy vai của Châu Trạch, để tráng châu trạch tựa vào lồng ngực mình rồi nói. Người anh em, mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh thật khiến tôi đau lòng. Sự đau khổ này thật khó có thể biến mất được. Tay trái ba điếu thuốc, tay phải một hộp chè trôi nước, trên người còn đeo một túi sách lộng lẫy. Bạch Oanh Oanh sẽ không bỏ phí cơ hội Châu Trạch đồng ý cho cô ra tiệm sách, có trời mới biết cô làm như thế nào mà nhanh như vậy đã mua được thuốc lá và chè trôi nước, sau đó còn mua thêm một cái túi sách. Đẩy cánh cửa tiệm sách, Bạch Oanh Oanh nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông ôm lấy nhau, lập tức buông đồ vật xuống rồi che mắt. Đồng thời cô cũng giang rộng kẻ tay cố gắng nhìn lấy, không quên dậm chân một cái thẹn thùng nói. "Ý, có phải là tôi về không đúng lúc không?" Hứa Nương Nương, à không, Hứa Thanh Lãng quay lại trừng mắt liếc Bạch Oanh Oanh một cái. Khung cảnh trớ trêu kia thật khiến người ta muốn hóa thành sương mùa hè chảy tràn ra ngoài. Không khí trong phòng thật kinh khủng bạch oanh oanh có phần hoài nghi rằng rốt cuộc mình là xác chết hay chủ tiệm mì ở trước mặt mới là xác chết mua đồ về rồi à châu trạch đứng dậy sửa sang quần áo lại một chút hứa thanh lãng cũng đứng dậy giả vờ gài lại nút áo ông chủ đã mua về hết rồi bạch oanh oanh khéo léo trả lời được tôi ra ngoài một lát châu trạch bước tới cầm thuốc lá và bánh trôi nước rồi nói với bạch oanh oanh cô trong nhà đi sau khi Châu Trạch rời khỏi quán, Bạch Oanh Oanh và Hứa Thanh Lãng trừng mắt nhìn nhau. Nhìn cái gì mà nhìn hạ sát chết? Hứa Thanh Lãng tức giận nói. Nếu như anh tiếp tục trốn trong ngăn tủ thì tôi đã không nhìn thấy rồi. Bạch Oanh Oanh châm chọc. Cô đúng là băng. Loại băng có thể đông lạnh thành cây kem. Hứa Thanh Lãng tiếp tục phản kích. Ha, còn anh thì sẽ đi đường thủy không thuận lợi, đi đường bộ rất dễ đụng phải bọn cướp gây họa. Bạch Oanh Oanh đáp lại một cách sắc bén. Hừ. Hừ. Hai người cục hứng bỏ về, hứa thanh lãng trở về tiệm, Bạch Oanh Oanh thì lại học theo dáng vẻ ông chủ ngồi phía sau quầy của Châu Trạch, rót một ly nước nóng, sau đó cầm một quyển sách giả bộ xem xem rất khí thế. Châu Trạch định đi văn miếu một chuyến, cho dù cuộc sống đem lại cho bạn bao nhiêu đau khổ, trước sau gì bạn cũng phải cam chịu nên cứ để vậy đi, sau đó nên sống như thế nào thì tiếp tục sống như thế cũng giống như đêm cuối cùng của kỳ nghỉ ngắn ngủi khi nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm để đi làm liền khiến con người thấy tuyệt vọng không muốn cam chịu nhưng vẫn chỉ có thể tài sản chuông báo thức đây chính là cuộc sống đối với một số người thành đạt mà nói con người cũng chỉ hứng thú với bí mật thành công của họ hâm mộ họ khi đang thành công điều này cũng giống như người phụ nữ sau khi sinh con bạn bè thân thiết đều đến thăm cô ấy nhưng lại không ai quan tâm rằng vì mang thai đứa bé này mà ban đầu bị cưỡng biết bao nhiêu lần lời thô nhưng ý thật châu trạch chỉ có thể tự an ủi bản thân về phần cái người gọi là em họ cùng với vị tài xế xe tải kia hắn nên trả lời với bọn họ như thế nào có lẽ nên bàn bạc kỹ hơn dù sao châu trạch cũng không phải là một người rộng lượng hắn không làm được kiểu ngang ngược phách lối như người đồng hành ở thành đô nhưng chuyện này dính dáng đến án mạng của bản thân không thể nhẹ nhàng mà bỏ qua như vậy được hắn lấy điện thoại di động ra để gọi xe đúng lúc đó thấy một tin nhắn uy chắc đang làm gì vậy là tin nhắn của bác sĩ lâm châu trạch có chút chần chừ cũng có chút do dự thành thật mà nói tâm trạng hiện giờ của hắn có chút phức tạp bởi vì vốn dĩ lý do từ nhạc giết hắn cũng là vì cô bác sĩ xinh đẹp này một mực thầm mến mình được rồi mình được một người phụ nữ xinh đẹp thầm mến được một người vợ xinh đẹp thầm mến được một người vợ vừa xinh đẹp đồng thời vẫn còn trinh tiết thầm mến quả thực khiến người ta tự hào và kiêu ngạo. Có điều kiếp trước của mình, chính vì vậy mà bị cô ấy hại chết. Ở tiệm, Châu Trạch trả lời tin nhắn. Hắn không phải là Từ Nhạc, sẽ không vô trách nhiệm như vậy. Hắn và Từ Nhạc nhân quả báo ứng quanh đi quẩn lại nhưng chuyện đó lại không hề liên quan tới bác sĩ Lâm. Hơn nữa thật lòng mà nói, sau khi bản thân chết thì dần dần phát hiện ra bác sĩ Lâm say đắm mình, đối với người con gái này mà nói không có cảm tình thì là điều không thể. Đặc biệt lần giải thích rõ ở bệnh viện vào tuần trước khiến cô ấy rất sợ hãi, cũng rất hoảng hốt đến độ toàn thân đều run rẩy nhưng cô ấy vẫn không chút do dự mà ôm lấy mình. Ông trời có mù hay không châu trạch không biết được nhưng sự tồn tại của bác sĩ Lâm quả thực là điểm sáng nhất trong cuộc sống sau khi sống lại. Em đang ở bên ngoài tiệm. Châu Trạch ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Ấy. Quả nhiên, hắn thấy một chiếc mát sơ a ti màu trắng ở ngay góc rẽ bên đường chiếc cây e đêm đó trong lúc lái xe bị va quệt cột điện đương nhiên đã được bác sĩ lâm thành đổi một chiếc khác châu trạch đi qua đó mở cửa xe ngồi ghế cạnh ghế lái bác sĩ lâm có chút thận trọng cũng có chút bối rối nhưng có thể nhận ra cô ấy đã lấy hết dung khí chủ động đến gặp mình dù sao mình cũng là quỷ từ nhạc anh ta đã châu trạch khẽ nhíu mày hắn hiện giờ không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến từ nhạc đừng nhắc đến anh ta nữa coi như anh ta chưa từng tồn tại châu trạch ngắt lời một cách cứng nhắc như vậy có phải anh cảm thấy em là một người phụ nữ hư hỏng bác sĩ lâm hỏi tam tòng tứ đức tuy rằng không có dạy dỗ cứng nhắc như vậy nhưng trên thực tế bác sĩ lâm quả thực vì quan hệ của bố mẹ mà bị những tư tưởng phong kiến còn sót lại ảnh hưởng sâu sắc người chồng hiện tại của mình là châu trạch vậy còn từ nhạc thật sự đâu đừng nghĩ nhiều như vậy châu trạch lắc đầu sự thật luôn hài hước như vậy sau khi bác sĩ lâm biết từ nhạc chính là châu trạch giọng điệu và dáng vẻ khi nói chuyện đều hạ thấp rất nhiều giống như trở về lúc ban đầu thời kỳ còn là một thực tập sinh mà châu trạch vẫn là người thầy của cô khi đó châu trạch đối với đám thực tập sinh các cô bất kể là nam hay nữ đều không có một chút khách khí nào xem bọn họ như chó thực tập mà sai khiến công việc nặng nhọc bẩn thỉu hay là mua cà phê tất cả đều để cho bọn họ làm Châu Trạch sau khi giải thích rõ thì trước mặt bác sĩ Lâm cũng dần dần biểu hiện dáng vẻ tài trí hơn người. Xu hướng chủ nghĩa đàn ông càng ngày càng rõ rệt. Người được yêu bao giờ cũng không lo ngại gì. Được. Bác sĩ Lâm gật đầu, sau đó trầm mặt. Châu Trạch không muốn im lặng. Hắn nhìn bác sĩ Lâm, phát hiện hôm nay cô mặc một bộ đồ lông màu hồng, bên dưới mặt quần dinh, đường cong thân thể tuy là hiện ra một cách hoàn mỹ, kết hợp với khí chất quả thực vô cùng đẹp nhưng châu trạch cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó. Lần sau mặt tất đi, anh thích nhìn phụ nữ mặt tất. Châu trạch nói. Bác sĩ Lâm hơi sửng sốt một chút, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Cô cảm thấy bản thân nên đau khổ một chút sau khi đoán được từ nhạc có khả năng đã chết, chứ không phải ở trong xe nhận sự đùa giỡn từ châu trạch như thế này. Nhưng cảm giác thẹn thùng kia lại khiến cô không tài nào phản kháng được. Có lẽ cô là một người phụ nữ hư hỏng một người phụ nữ hư hỏng có suy nghĩ ngoại tình bác sĩ lâm nhắm mắt lại trong lòng cam chịu rồi đang nói em đó châu trạch nhắc nhở a à, vâng bác sĩ lâm đáp mặt càng đỏ hơn khóe miệng của châu trạch nở nụ cười hắn biết sở dĩ bản thân nói chuyện táo bạo như vậy cũng có ý cố tình báo thù từ nhạc có lẽ hắn cũng không phải là một người đàn ông tốt được rồi một người trong lòng cho rằng mình không phải là người phụ nữ tốt người còn lại thì cho rằng mình không phải là người đàn ông tốt. Đặt ở thời cổ đại, bọn họ gần như là phiên bản của Phan Kim Liên và Tây Môn Đại Quan Nhân. Còn vị võ Đại lang ở giữa kia ai thèm quan tâm chứ? Anh đói chưa? Bác sĩ Lâm hỏi. Không đói. Châu Trạch trả lời, sau đó lại im lặng. Châu Trạch bây giờ thật sự cảm thấy bản thân ở kiếp trước độc thân mãi có lẽ không chỉ vì say mê công việc không có thời gian bận tâm cái khác, mà còn có thể là vì EQ của hắn vốn dĩ rất thấp. Nếu như nói chuyện với một cô gái mà tẻ nhạt như vậy thì là điều bình thường nhưng nói chuyện với người vợ hợp pháp của mình mà còn tẻ nhạt thì chắc chắn rằng bản thân có chút vấn đề rồi. Chúng ta, tiếp tục sống như vậy đi, chuyện của anh đừng nói với người khác, cứ xem anh là. Từ nhạt là được rồi. Châu Trạch cắn răng nghiến lợi nói ra hai từ kia. Được. Bác sĩ Lâm gật đầu, đây cũng là điều mà cô nghĩ. Tất cả vẫn như cũ. Nhưng có một điểm anh muốn nhắc nhở em một chút. Anh nói đi. Lúc ở trên giường, em chỉ được gọi anh là Châu Trạch. Châu Trạch lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh không hy vọng em đột nhiên kêu lên hai chữ từ nhạc, lúc không có ai thì em chỉ được gọi tên anh thôi. Lúc ở trên giường, tim của bác sĩ Lâm đột nhiên bị hụt nửa nhịp, cô tuy sớm đã là vợ của người ta nhưng vẫn là thân trinh nữ, kiểu chủ đề như thế này thật khiến cho người ta thấy xấu hổ nhưng cô không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà lại gật gật đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng được châu trạch thật sự cảm thấy vị bác sĩ lâm này quả thực có chút hội chứng stock không nếu như ban đầu từ nhạc không nhút nhát như vậy mà táo bạo hơn thì có lẽ có thể được như ý nguyện rồi có điều thay đổi cách nghĩ một chút nếu như từ nhạc bình thường táo bạo thì đã không hận mình mà thuê người giết mình vậy rốt cuộc có được tấm thân trong trắng của bác sĩ Lâm thì tốt. Hay là tiếp tục sống ở kiếp trước mới tốt? Cái nào mới thật sự tốt đây? Châu Trạch vương tay vỗ vỗ trán của mình. Thầy bị sao vậy? Bác sĩ Lâm nhìn Châu Trạch lo lắng, thân thể của thầy có phải vì chuyện kia mà bị ảnh hưởng hay không? Ôi, cách xưng hô thầy cũng dùng rồi. Ông Chu thấy lòng phơi phới. Bác sĩ Lâm này có lẽ không chỉ là bị hội chứng Stockholm, có lẽ còn là một người thích ngược đợi một chút hình như có chỗ nào đó không đúng thân thể hình như có vấn đề châu trạch lập tức nhìn bác sĩ lâm thân thể của đàn ông sao có thể có vấn đề được không thể có chuyện đó châu trạch nhìn nhìn chỗ ngồi trên xe phía trước có chút chật chội xuống xe châu trạch nói từng tuy là bác sĩ lâm không biết hắn tính làm gì nhưng vẫn xuống xe châu trạch mở cửa sau của xe chỉ chỉ vào bên trong nói đi vào bác sĩ lâm vẻ mặt mơ hồ đi vào anh phải chứng minh rằng anh không có vấn đề châu trạch lẩm bẩm lúc này trời đã tối cộng thêm khu vực tiệm sách của mình ít ai lui tới khẩu vị của anh không phải không tốt sao bác sĩ lâm ngồi ở ghế sau của xe khó hiểu hỏi cơ thể của châu trạch cứng một chút cô ấy nói thân thể có vấn đề là chỉ việc mình nán ăn cơm Phù. Thở vào nhẹ nhõm, gỡ bỏ áp lực tâm lý nhưng vẫn nhẹ nhàng bước lên xe như cũ. Tuy nhiên Châu Trạch vẫn nói: "Anh phải chứng minh ở một phương diện khác cũng không có vấn đề." "Vấn đề gì?" Bác sĩ Lâm vẫn vẻ mặt không hiểu. Sau đó, Châu Trạch cũng chui vào ghế sau của xe. Khóa cửa xe lại. Trời rất tối, xe rất rung, bọn họ làm rất thoải mái nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha